MC đã từng đạt phong ước và giải nhất phong ước vàng năm 2019 hai ngày. Nhưng mà sau đó thì anh lại vắng bóng trên sân khấu, trên sàn diễn cũng giống như đây đài truyền hình một thời gian đến bây giờ. Tình cờ vừa rồi Long lên Tây Ninh thì Long cũng thú thật lên Tây Ninh rồi mới gặp anh này đang ở Tây Ninh. Thì cuối cùng thì bắt cóc anh này, nhưng mà anh này không chịu. Nhưng mà hôm nay thì có mặt ở đây, đó là nghệ sĩ Minh Phương. Và bây giờ xin quý vị cho một tràng pháo tay để cho nghệ sĩ Minh Phương. Vì xích lại gì quá ta? Lan Sinh đi. Không, nhà khác bây giờ em ca bài Lan Sinh. Anh yêu cầu rồi bây giờ lần đầu tiên xin kính chào quý vị có mặt trong buổi tiệc hôm nay của nhà anh đạo diễn Nguyễn Đức Long, là cũng là người anh kéo Hùng Phương từ nơi hơi sâu sâu lên trên tầm ngang ngang. Xin kính chào các nghệ sĩ có mặt trong buổi tiệc hôm nay, và đặc biệt là các anh em ở đây, kính chúc sức khỏe rất nhiều. Và các bạn đang có mặt ở đây, Hùng Phương xin kính tặng bài hát trước là bài nhạc tên ha. Nhưng mà anh là đặc biệt, Hùng Phương xin theo anh suốt cuộc đời này. Hùng Phương xin kính tặng bài hát đồng tên Qua Cơn Mê. Qua Cơn Mê là tỉnh lại phải không anh? Nghệ sĩ tao nói chuyện nghiệp thôi, tao nói chuyện nghe hay quá rồi. Qua Cơn Mê là mê luôn hay là tỉnh lại? Sự các nghệ sĩ đẹp quá trời. Chút xíu nữa mình sẽ kính tặng bài Tết Cổ. Cảm ơn đồng nghiệp rất nhiều.
Việt Nam rất hay, kính chúc sức khỏe. Người Việt Nam máu đỏ, da vàng. Uống đi em cái hồn anh em làm lại nha. Con nào cũng làm. Thôi, thôi xin à, cảm ơn anh nghiệp. Đừng ngoài sống hôm nay vẫn sống. Dù bao tháng năm đau thương giặc vui. Trường xưa bắn ta nay ta lại tìm lắm. Cùng theo lũ em học ngày như có đọc cái em nghe đọc. Rồi đây sáu con mê sông ta lại thành dòng suối vị ngọt vị hương. Cảm ơn em. Mười ngón tay em dài vung cột bình vật đầy mở một quyền về mặt. Còn anh lòng như cánh chim sẽ bay đi ngút phương mang về mầm xanh. Còn anh lắm như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi. Vì lá hoa còn nhiều trái yêu thương đầy cành. Anh hãy đem cho mọi người.